Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả Trần Lưu Quang vừa có thư khen gửi đến tập thể cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng khi triệt phá thành công đường dây buôn bán vận chuyển tiêu thụ số lượng lớn thuốc lá điếu ngoài nhập lậu, bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu và vận chuyển. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vui mừng khi công an thành phố Đà Nẵng đã phá thành công chuyên án TL223 bắt giữ hai đối tượng chủ mưu cầm đầu vận chuyển trong đường dây gồm Trương Thị Hồng 43 tuổi và Trần Thịnh 35 tuổi cùng trú thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị, thu giữ 39.900 bao thuốc lá điếu ngoài nhập lậu, giá trị gần 1 tỷ đồng. Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên. Chiến công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân mong muốn thời gian tới công an thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao